Đây game xin chào tất cả các bạn. Như vậy không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, tổ chức SBTC Esports đã chính thức công bố đội hình thi đấu trong mùa giải VCSA 2021. Nhân sự bao gồm: đường trên top lane Zeroth, đi rừng Zijin, mid địa 1 Petnen, xạ thủ Celebrity No Way, hỗ trợ ba đội béo, dự bị hỗ trợ Slay, huấn luyện viên Violet. Với đội hình đánh chính bao gồm Zeroth, tiền thủ đường trên đã quá nổi tiếng tại Việt Nam và thậm chí suýt chút nữa anh cũng xuất ngoại sang LPL thi đấu giống như Sọp. Với lối chơi tay to, không ngại va chạm, Zeroth sẵn sàng lao vào mọi cuộc hỗn chiến ở khu vực đường trên. Điều này đã trở thành thương hiệu của anh. Zijin, người chơi đi rừng, góp phần không nhỏ vào chức vô địch VCS hè 2020 của Team Flash. Đường giữa địa 1, người chơi đường giữa xuất sắc khỏi phải bàn ở thời điểm hiện tại. Anh đã từng khoác áo rất nhiều những đội tuyển tên tuổi khác nhau tại Việt Nam như Evos và Gang, và giờ là SBTC. Siêu xạ thủ quốc tế Celebrity, người rất nổi tiếng từ thời kỳ Sọp còn thi đấu ở Việt Nam, cũng được coi là một khẩu trọng pháo ở khu đường dưới của team SBTC. Cộng với sự hỗ trợ đến từ Slay, rõ ràng SBTC là team có sức mạnh khó lường trong tiền mùa giải mới. Ngoài ra, còn một đội hình 2 bao gồm hỗ trợ ba rọi béo, xạ thủ Low Way, đường giữa Petland rất có thể sẽ khiến cho gánh xiếc châu Âu Zichu cân nhắc việc giải tán nếu SBTC được đi chung kết thế giới. Ok, quay trở lại VCS nào. Đây là lineup cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại của VCS, hoàn toàn không hề ngán bất cứ đội tuyển nào. Lý do tại sao mình đã nói như vậy thì cùng nhìn sang ba ông hàng xóm. Gam đã mất đi nhân tố quan trọng ở khu vực giữa là địa 1 và Slay hỗ trợ. Mặc dù bổ sung thêm Kati ở khu vực giữa, nhưng rõ ràng đội hình mới của Gam sẽ cần thêm thời gian để ổn định đội hình cũng như lối chơi. Do vậy, về tổng thể, Gam trong mùa xuân 2021 sẽ bị giảm sức mạnh đi đôi chút. Nhìn sang một chút nữa, team Flash cũng không khá khẩm hơn. Khi không có được sự phục vụ đến từ Kati và Zijin, team Secret cũng không thoát khỏi vòng xoáy về nhân sự khi không có được sự phục vụ đến từ Celebrity và Venus. Nhìn tổng thể, các thế lực mạnh của VCS trong tiền mùa giải 2021 đều bị giảm sức mạnh. Đây là cơ hội tốt để team SBTC có được thành tích cao ngay tại giải VCS xuân 2021.